Xin chào anh em đến với Phương Thành Computer. Hôm nay Phương Thành Computer sẽ mang đến cho anh em một cấu hình PC trong tầm giá 12 triệu, có thể chiến mượn những từ game online cho đến những siêu phẩm game chipway hot nhất thời điểm hiện tại. Thùng máy đẹp, hiệu năng cao. Bây giờ anh em cùng mình khám phá chi tiết cấu hình bộ máy này nha. Cấu hình của bộ PC này là sự kết hợp hài hòa giữa Intel và AMD với con chip Intel Core i5-12400F 6x12 luồng, xung nhiệt tối đa lên đến 4.4GHz, kết hợp cùng card màn hình RX 5600XT. Đây là một con card màn hình của AMD với sức mạnh tiệm cận RTX 2060 Super, nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Và để cung cấp lượng điện năng ổn định cho những linh kiện trên thì mình sử dụng bộ mạch chủ B760 cung cấp điện năng thoải mái cho những dòng chip Intel Core i5 thế hệ 12 cũng như thế hệ 13 nếu như anh em có nhu cầu nâng cấp sau này. Và để có những trải nghiệm game ấn tượng, mình trang bị cho bộ máy này chiếc màn hình VSB2703S. Đây là chiếc màn hình phân khúc 27 inch với tấm nền IPS chuẩn màu, cho anh em làm việc cũng được mà chơi game cũng rất ok. Chiếc màn hình này có 3 cổng xuất hình chính, 2 HDMI và 1 display board. Ngoài ra màn hình còn được trang bị tần số quét khá cao lên tới 165Hz và độ phản hồi 1mAh. Với thông số trên sẽ giúp anh em trải nghiệm gaming trên chiếc màn hình này khá là ấn tượng. Với cấu hình trên, bây giờ anh em cùng mình vào trải nghiệm thực tế hiệu năng bộ máy này nha. Của FIFA Online 4 là một tựa game eSports mà chắc chắn anh em không thể bỏ qua. Mình đang test trên chế độ xếp hạng của game với những pha bang bật chuẩn xác cho đến những tình huống ghi bàn đẹp mắt, máy vẫn chạy rất ổn định ở 300 khung hình trên giây. Gata 5, đây là tựa game được xem là thành công bậc nhất trong kỷ nguyên ngành công nghiệp game. Dù đã ra mắt hơn 10 năm, độ hot của nó chưa bao giờ giảm. Các khung cảnh bắn nhau, nhiều hoàn cảnh cũng như hiệu ứng cháy nổ, máy vẫn chạy rất mượt mà thiết lập max setting với 120fps. Tiếp đến là bút GPC, đây là thể loại game bắn súng sinh tồn quá nổi tiếng mà nhà nhà mọi người đều chơi. FPS khi mình chơi game dao động khoảng 150 và ở những khung hình đối mặt bắn nhau, FPS vẫn ổn định khoảng 140 khung hình trên giây, rất mượt mà nha anh em. Nhắc đến game chipway thì không thể nào bỏ qua series game God of War. Đây là thể loại game phiêu lưu nhập vai với các pha combat tung rìu đánh bay kẻ địch. FPS khi chơi game mức độ hỏa cao dao động khoảng 130 đến 140 FPS, rất ổn định và mượt mà cho mỗi 12 triệu đồng của Phương Thành Computer nha anh em.